Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin thân ái chào cô chú anh chị mình ạ. Cái clip này xin giới thiệu cô chú anh chị mình 7 cây sứ ghép. Có 2 cây này là củ quái nha. Cái 7 cây này là củ nguyên, không bị thẹo, không bị gớt bo. Củ khá là đẹp luôn á. 2 cây này củ quái nè. Đó. Nó dáng quái nó làm gì nha. Cây này cây én nha. Cây này là cây én. Rồi cây này là cây xuân ý. Xuân ý nha cô chú anh chị mình. Hoa màu vàng, vàng mà có lem lem màu, rất là đẹp luôn. Hoa xuân ý nha cô chú anh chị mình. Ai mà trồng sứ thì cũng đã biết hoa xuân ý rồi. Đó, củ quái gì nha. Hai cây củ quái dáng ngồi gì nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, cái lô này thì 7 cây con thanh lý giá 300.000 thôi nha. Rất là rẻ luôn. Củ quái này bán không bình thường đó, 100.000 một cây rồi đó cô chú anh chị mình nè. Rồi cây này cây én nữa nè. Cây này là C10, củ khá là già và to bự luôn nha. Cây này én ghép chung với lại bông gì á, này hai ghép hai loại bông nha. Củ to đùng luôn. Củ khá là to nha. Rồi cây này là bông đây, có mặt bông đang nở đây. Củ búp bờ biêu nha cô chú anh chị mình. Không phải, cây này yến nhi chín. Nó giống bông búp bờ biêu nhưng mà không phải. Yến nhi chín nha. Yến nhi chín, bông khá là đẹp luôn. Rồi cây này là cây tỏ dương C10. Hoa tỏ vương. Bo tàn quá trời dài luôn. Cái này về có thể chiết nhánh ghim được rồi. Dạ đây là mặt hoa tỏ dương nha. Rồi cây này ghép hai loại bông thần tài ghép chung với lại cái hoa gì con không có nhớ tên, củ cũng khá là bự. Cây này C9 thôi. Đó. Cây này hoa màu vàng, màu đỏ ghép chung với màu vàng. Rồi cây này C10 luôn nè. Đó, củ đẹp lắm nha. Cái lô này là củ đẹp nha cô chú anh chị mình ơi. Đó. Rồi, 7 cây giá là 300.000, phí ship bên người mua trả. Ai yêu mến cái lô này liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Củ là bao đẹp nha cả nhà nha. Củ là bao đẹp, bao già luôn. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại ạ.